Những quân nhân Ukraine điều khiển pháo M777 do Mỹ cung cấp ở mặt trận khu vực Donetsk đã chứng kiến quân đội Nga dần áp sát trong những tuần gần đây nhưng không thể làm gì để ngăn chặn. Điều tương tự xảy ra tại các vị trí pháo binh khác của Ukraine dọc theo tiền tuyến dài 1.000 km. Chỉ huy pháo binh Oleksandr Kozachenko nói với Reuters vào ngày 2 tháng 5 rằng nếu so sánh với thời kỳ đầu của cuộc xung đột khi chúng tôi bắn tới 100 quả đạn pháo mỗi ngày thì bây giờ chỉ bắn 30 quả đạn thôi cũng là điều xa xỉ. Ông cho biết thêm, đôi khi số lượng đạn pháo được bắn hàng ngày chỉ ở mức một con số. Theo Reuters, các đơn vị tiền tuyến Ukraine vẫn đang chờ đợi lô đạn mới sau khi gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la của Mỹ được phê duyệt vào tuần trước. Hiện tại, Nga có hỏa lực vượt trội hơn nhiều và đang dần vây ra các cứ điểm gần thị trấn Avdiivka sau khi kiểm soát được thị trấn này vào tháng 2 cũng như tiến quân về phía tây Bakhmut. Theo chuyên gia phân tích Ba Lan, Pasi Paronen, Nga đã kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn trong năm nay sau khi bị Ukraina phản công vào mùa hè năm ngoái. Từ ngày mùng 1 tháng 6 tới ngày mùng 1 tháng 10 năm 2023, lực lượng Nga mất quyền kiểm soát 414,26 km vuông địa bàn, nhưng từ ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2024, Moscow giành lại 432,3 km, phần lớn thuộc về vùng Donetsk. Nga đang tận dụng cơn hạn hán pháo binh để tập trung phần lớn các cuộc tấn công vào thị trấn chiến lược Chasivya và xa hơn về phía nam xung quanh Ocheretino. Tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Alexander Pavlyuk nói với The Times vào ngày 2 tháng 5 rằng mục tiêu của Nga trong năm 2024 là kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk, Lugan và có thể cả tỉnh Zaporozhia. Nga được cho là đang nỗ lực giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ nhất có thể trước khi dự luật viện trợ vừa được Mỹ thông qua có thể tác động đến tình hình chiến sự. Quân đội Ukraine cho biết, Chasiv Yar, một đô thị ở tỉnh Donetsk, vẫn là một trong những mục tiêu chính của Nga vì việc kiểm soát khu vực này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho những bước tiến tiếp theo của Nga về phía các thành phố lân cận là Konstantynivka, Kramatorsk và Sloviansk. Các lực lượng Nga muốn kiểm soát Chasiv Yar trước ngày mùng 9 tháng 5, đúng thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm ngày chiến thắng ở Nga. Tuy nhiên, tư lệnh Pavlyuk tin rằng kịch bản này sẽ không xảy ra. Chỉ huy Ukraine cho biết Chúng tôi đang cố gắng mọi cách có thể để ngăn chặn kế hoạch của Nga nhằm chiếm Chasivya trước ngày 9 tháng 5. Nhưng Nga hiện chiếm tỷ lệ 10 trên 1 về ưu thế pháo binh và ưu thế tổng thể trên không ở khu vực này. Ông Papliuk hy vọng hàng tỷ đô la viện trợ quân sự mới của Mỹ vốn bị đình trệ trong gần 7 tháng sẽ tác động đến chiến trường Ukraine. Ông nói rằng chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để ngăn chặn sự đột phá của Nga và chúng tôi hy vọng vũ khí của Mỹ sẽ giúp chúng tôi. Nếu vũ khí đến kịp thời, chúng tôi đã không mất những vùng lãnh thổ mà chúng tôi bị mất trong vài tháng qua. Ông Pavlyuk trích dẫn những thông tin tình báo quân sự Ukraine cho biết, ngoài việc hoàn thành việc kiểm soát ba tỉnh Donetsk, Lugan và Zaporozhia, các lực lượng Nga vẫn tập trung vào việc kiểm soát các trung tâm của khu vực Kharkov và Sumy nằm gần biên giới Ukraine-Nga. Ông nói, chúng tôi không biết những kế hoạch đó nghiêm túc đến mức nào, cũng như liệu họ có khả năng thực hiện kế hoạch với lực lượng mà họ có trong tay hay không. Tư lệnh Ukraina cũng dự đoán số lượng quân Nga sẽ tăng trong năm nay khi chiến dịch tấn công mùa hè của Nga sắp diễn ra. Ông Pavlov nói: "Chúng tôi tin rằng Nga muốn huy động thêm 100.000 quân và họ sẽ sử dụng số quân này để củng cố lực lượng của họ đã có mặt ở Ukraina vào tháng 6 và tháng 7." Tư lệnh Ukraina cho biết thêm: "Vào cuối năm 2024, chúng tôi cho rằng Nga có ý định huy động thêm gần 300.000 binh sĩ, nhưng họ cũng đang chịu thương vong từ 25.000 đến 30.000 người." Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky ngày 28 tháng 4 cho biết lực lượng Ukraine phải rút lui về phía Tây khỏi các làng Bedichi, Semenivka và Novomikhevka ở Donetsk khi quân đội Nga tiếp tục tiến vào khu vực. Lực lượng Nga đã phá vỡ phòng tuyến và giành được chỗ đứng ở một phần của Ocheretino, một ngôi làng ở tiền tuyến cách Bedichi và Semenivka gần 10 km. Tư lệnh Shishky cho biết Nga đang điều động tới 4 lữ đoàn khoảng 8.000 đến 32.000 quân để tiến hành các hoạt động tấn công theo các hướng các thành phố Pokrovs và Kurakhov ở phía tây Abdiivka, nơi Nga tuyên bố kiểm soát hồi tháng 2. Ngày 3 tháng 5, New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cũng có nhận định giống tư lệnh lục quân Ukraine rằng Nga sẽ tiếp tục đạt được các bước tiến ở mặt trận phía đông và đông nam Ukraine trước ngày 9 tháng 5. Tuy nhiên, quan chức này cho biết đánh giá của quân đội Mỹ kết luận rằng Phong tuyến của quân đội Ukraine sẽ không sụp đổ hoàn toàn bất chấp tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng. Các nguồn tin khác của New York Times cũng tin rằng Nga không có đủ lực lượng để tiến hành một cuộc tấn công lớn trước ngày 9 tháng 5. Nguồn tin cho hay điều đó sẽ đòi hỏi tăng cường lực lượng lớn mà các quan chức Mỹ cho đến nay chưa thấy. Điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 2 tháng 5, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Heiss cho biết Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để cản trở khả năng điều động vũ khí và quân đội của nước này, làm chậm quá trình sản xuất quốc phòng và buộc nước này phải xem xét đàm phán. Trong khi đó, theo đánh giá của New York Times, Ukraine sẽ cố gắng ổn định đường viện trợ quân sự mới từ các nước đồng minh phương Tây trong trường hợp tốt nhất là vào mùa hè và tệ nhất là vào cuối năm 2024. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cuộc xung đột với nga đang bước sang một giai đoạn mới khi moscow đang chuẩn bị các hoạt động tấn công ông nói chúng ta đang tiến tới một giai đoạn mới của cuộc chiến đối phương đang chuẩn bị mở rộng các hành động tấn công chúng ta và các đồng minh cần làm mọi thứ để phá vỡ kế hoạch của nga ông nhấn mạnh chúng ta phải chứng minh rằng nga sẽ không đạt được mục tiêu của mình trong bất kỳ trường hợp nào bất kể họ làm gì và hành động đến mức nào và dù thế nào ukraine cũng sẽ thắng thế trong cuộc phỏng vấn với tờ The Economist ngày 2 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhắc lại quan điểm của mình về khả năng Pháp đưa quân sang Ukraine. Ông Macron khẳng định Pháp có thể gửi quân tới Ukraine trong trường hợp Nga chọc thủng phòng tuyến của Kiev và Kiev đề nghị giúp đỡ. Ông Macron đã đưa ra quan điểm này từ đầu năm và gây ra làn sóng phản đối khắp châu Âu cũng như giữa các đồng minh của Pháp, trong đó có Đức. Hầu hết các đồng minh của Pháp vào thời điểm đó cho biết họ sẽ không gửi bất cứ lực lượng nào tới Ukraine. Khi được hỏi liệu có giữ quan điểm Pháp sẽ gửi quân từ Ukraine mà ông đã nói ngày 26 tháng 2 hay không, ông Macron trả lời, tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào bởi chúng tôi đang đối mặt với một người là Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng không loại trừ bất cứ điều gì. Bình luận mới nhất của Tổng thống Macron được đưa ra trong bối cảnh một số nhà phân tích tin rằng Nga có thể sắp phát động một cuộc tấn công lớn ở Ukraine. Ông Macron cho rằng nước Nga hiện nay là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu và nhận định cỗ máy quân sự của Moscow không bền vững nếu xét về lâu dài. Ông Macron nói, dành một phần ba ngân sách cho quốc phòng là điều không bền vững đối với một quốc gia có tổng sản phẩm quốc nội thấp hơn Pháp, Đức hoặc Anh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.